Trường Mầm non Lục Ba hiện có trên 240 học sinh, trường đang đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Do điều kiện cơ sở vật chất nhà trường không đáp ứng đủ các tiêu chí để xét trường chuẩn quốc gia mức độ 2. Tháng 12 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Đại Từ đã khởi công xây dựng công trình nhà lớp học 2 tầng, 8 phòng với các hạng mục phụ trợ với tổng mức đầu tư trên 13,5 tỷ đồng. Hiện nay, công trình đã đạt trên 90% khối lượng thi công, dự kiến đến cuối tháng 8 năm 2023 sẽ hoàn thiện để kịp bước vào năm học mới. Cán bộ giáo viên cũng rất phấn khởi vì có một ngôi trường rất là khang trang và đầy đủ. Đến 2026 thì sẽ quyết tâm là sẽ công nhận là trường mầm non đạt chuẩn mức độ 2. Còn đối với trường tiểu học Bình Thuận, do nhà trường đã xây dựng từ lâu, cơ sở vật chất đã xuống cấp, quy mô lớp học không đủ đáp ứng yêu cầu hiện tại. Đặc biệt là các phòng học chức năng như mỹ thuật, âm nhạc, tiếng Anh đều phải học ghép. Với tổng nguồn vốn đầu tư gần 8 tỷ đồng, Ủy ban nhân dân huyện Đại Từ đã đầu tư xây dựng công trình nhà lớp học 3 tầng, 12 phòng. Hiện nay công trình đã hoàn thiện, đáp ứng niềm mong mỏi bấy lâu nay của cô và trò nhà trường. Trước khi chưa có ngôi dãy nhà 3 tầng này thì chúng tôi sẽ không đảm bảo về cơ sở vật chất. Nhưng sau khi mà chúng tôi đưa cái sử dụng của dãy nhà 3 tầng này vào thì chúng tôi đảm bảo về cơ sở vật chất đáp ứng với các cái tiêu chí của trường chuẩn quốc gia mức độ 2. Sau 2 năm thực hiện đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho các trường mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, huyện Đại Từ đã được đầu tư xây mới 137 phòng học. Cùng với kiên cố hóa trường lớp, ngành giáo dục huyện Đại Từ cũng quan tâm mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy học như vi tính, TV, thiết bị âm thanh, bàn ghế học sinh với tổng kinh phí trên 17 tỷ đồng. Thực hiện kiên cố hóa trường lớp học đã tạo điều kiện thuận lợi để các trường phấn đấu đạt chuẩn quốc gia đúng lộ trình. Bên cạnh đó, góp phần xây dựng huyện Đại Từ đạt chuẩn huyện nông thôn mới trong năm 2023. Thì hàng năm cơ sở vật chất của các trường học trên địa bàn huyện thì luôn được quan tâm sửa chữa và xây dựng mới bổ sung, giúp cho các nhà trường duy trì và nâng cao chất lượng trường chuẩn quốc gia, góp phần xây dựng các xã đạt chuẩn nông thôn mới và các thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. Thời gian tới, huyện Đại Từ tiếp tục huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư cơ sở vật chất trường lớp học, chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường giám sát tiến độ thi công các công trình, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, góp phần xây dựng môi trường học tập ngày càng tốt hơn.